Cuối tuần qua, cuộc thi âm nhạc Eurovision Song Contest đã chính thức khép lại và người giành giải cao nhất cuộc thi là một đại diện đến từ Ukraine. Qua từng năm tổ chức thì Eurovision đã không đơn thuần là một chương trình được cộng đồng châu Âu dõi theo mà nay nó đã lan sang nhiều nước.